Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch chư sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni, đệ tử con là Trương Phi Hùng, pháp danh Phúc Hiếu, sinh năm 1995, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Con sang Nhật từ năm 2019 và con đang làm công việc xây dựng tại Nhật. Công việc hàng ngày của con là phụ công việc cho máy xúc, thường xuyên làm phá dỡ công trình và đào móng công trình. Con xin kể lại câu chuyện chuyển nghiệp về công việc, tiền lương và các hiện tượng tâm linh của con. Trước hết thì nhân duyên có biết đến Phật Pháp. Thì trước đây khi con còn ở Việt Nam thì bản thân con là một người con bất hiếu, thường xuyên có những cuộc ăn chơi, bia rượu, giao lưu với những thành phần bất hảo và có sử dụng các chất kích thích để cho gia đình rất là lo lắng. Và cứ thế đến tháng 10 năm 2020 thì thời gian đấy là con bị khủng hoảng do con ăn chơi bia rượu quá độ suốt ngày, thâu đêm suốt sáng và cơ thể con đã bị suy nhược. Cộng thêm lúc đó con có gặp một số vong linh thông qua các hiện tượng như là con gặp trong mơ hay là thấy nghe một số hiện tượng bất thường ở trong nhà. Đỉnh điểm là vào một đêm lúc đấy là 2 giờ sáng thì con có tỉnh dậy thì con thấy có một bóng người đi qua cửa sổ thì con cũng biết là có sự không lành thì con cũng cố gắng nằm ngủ tiếp và sau đó con bị có bị bóng đè. Một lúc sau thì con có vùng dậy được thì con có nằm nghiêng đi với tư tưởng là mình nằm nghiêng thì sẽ không đè được thì con vừa nằm nghiêng xong thì có một bàn tay lạnh buốt chạm vào một bên hông của con thì lúc đấy là con lập tức là bị mê man. Thì lúc đấy con thấy có bốn người đứng ngoài cửa phòng của con thì có một người vào đè ngửa con ra và họ nói là họ con mình ở trên đất và họ đang ở tầng 1 và họ đến để bắt con đi. Thì sau đó là con có một cái cảm giác là thần thức của con lìa khỏi xác, tâm hồn của con lìa khỏi xác, con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và họ dẫn con đến một bãi đất trống. Ở đấy là con thấy có một số người nữa cũng ở đấy thì sau đó là họ có đưa con về, dẫn con về và nói rằng là không bắt con đi nữa và sẽ đến và hành hạ con từ từ. Thì sau cái sự việc đấy thì con lại càng bị khủng hoảng và stress hơn nữa thì con lại càng tìm đến bia rượu và cái sự kích thích bạn bè. Bố mẹ và vợ của con ở Việt Nam thì cũng rất là lo lắng và chạy hết các nơi, hết cô lọ thầy kia để tìm các cách làm sao để cho con được ổn an tâm nhất. Nhưng mà thật sự những cái điều đấy chỉ làm cho con thêm lo lắng hơn. Thì sau đó thì có vợ con có đến làm ở một nhà may, thì trong nhà may đó thì có một vài người là Phật tử trong nhóm Phật tử của câu lạc bộ Cúc Vàng, thì họ có hướng dẫn cho vợ con là vào tu tập nghe pháp và sau đó là vợ con đã được quy Tam Bảo và vợ con có gửi cho con các bài pháp của thầy và cô và nói là con nên nghe. Nhưng mà lúc đấy thì con đang là một người rất là ham dục và con nghĩ rằng tu học là một cái gì đấy là không thể khả thi với một người mà lúc nào cũng muốn mong muốn đầy đủ những dục như con. Sau đó thì vợ con có nói rằng là nếu mà con không nghe pháp thì vợ con sẽ lên chùa làm công quả nửa tháng một tháng để hồi hướng cái công đức đấy cho con để con được biết đến Phật pháp. Thì con mới nghĩ rằng là con gái của con thì lúc đấy chỉ mới 2 tuổi thì vợ con mà lên chùa thì không ai chăm cho con cả. Thì con mới tò mò không hiểu là tại sao Phật pháp và có điều gì mà khiến vợ con có những cái quyết định mạnh mẽ như vậy. Thì con mới tò mò con vào nghe một số bài pháp của thầy và thật sự con thấy rất là ngỡ ngàng. Đôi lúc con thấy những lời thầy giảng nó rất là những thứ rất là bình thường đến thế mà bấy lâu nay bên cạnh con, bên cạnh cuộc sống của con mà nó lại sâu sắc đến như vậy. Thì con lúc đấy là con mới điện về nhà và bảo vợ con là về chùa đăng ký cho con quy y và con đã được quy y từ xa. Sau khi con quy y được một tháng thì tình cờ con lên kênh YouTube của thầy thì con có gặp mà con có biết đến một đề xuất là sư phụ đã cho thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ và con đã lập tức tìm đến và đăng ký và con đã được mọi người hướng dẫn tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ. Trước khi con biết đến Phật pháp thì công việc của con thì rất là vất vả. Con làm hầu như là con làm ngoài trời và công sức thì đồng lương thì không được như công sức mình bỏ ra. Một ngày con đi làm 13 đến 14 tiếng, đi làm rất là sớm từ 5 giờ 5 rưỡi sáng kể cả mùa đông cũng như mùa hè, nhưng mà con chỉ được 8 tiếng là tính tiền lương. Và kể cả con có đi làm ngày nghỉ lễ hay là ngày nghỉ thì con cũng hầu như là không có tiền tăng ca. Lúc đấy tiền lương của con rất là bấp bênh, lúc thấp lúc cao, có tháng là 26 triệu và có những tháng lương con chỉ được đến 20 đến 22 triệu và chưa tính những chi phí sinh hoạt và ăn uống. Con còn hay bị những nhân viên ở trong bắt nạt,
Trong công việc thì họ thường xuyên họ chèn ép, có khi họ còn cô lập mình, họ không giao tiếp gì cả. Kể cả trong công việc mình làm điều gì mà không theo ý họ thì họ luôn để ý bản thân mình từng chút một, và gần như là chỉ đợi mình làm sai một chuyện gì đấy là họ có thể là họ đến và họ mắng mình, và họ lấy lý do đấy là tôi đang dạy bạn. Và có lần thì họ đã sử dụng bạo lực đối với con, thì lúc đấy là do con chưa biết đến Phật pháp nên con đã có những cái phản ứng lại với người ta. Trước đây con còn ở Việt Nam thì bản thân con cũng luôn giao lưu với những người bạn không tốt, những người bạn chơi để lợi dụng nhau hoặc là chơi bời, đàn đúm, rượu chè. Thì sang bên này thì với bản tính thích ăn chơi của con thì con cũng chỉ muốn kết bạn, giao lưu với những người giống như con thôi, nên cuộc sống khi ấy của con rất là bê tha. Con thường đổ tiền vào những cái cuộc vui chơi. Hôm nào con không đi chơi thì con ở nhà một mình thì con cũng mang rượu bia ra con uống. Thật sự là lúc đấy những mối quan hệ của con là không có mối quan hệ nào có được lợi ích thiết thực cho cuộc sống của con cả. Và sau khi con tham gia đạo tràng thì các thời khóa trong ngày của con thì một ngày ngoài những lúc tùy duyên nghe pháp thì con dành khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi để chuẩn bị và tu học. Ngoài những thời khóa tu học trong chương trình mà trên câu lạc bộ đưa xuống thì con cũng hay tụng và nghe pháp những bài kinh như là kinh Tam Bảo, kinh Bát Đại Nhân Giáp. Thì con thấy những bài kinh này rất thiết thực cho cuộc sống của chúng con. Sau một thời gian tu học thì con đã có một lòng tin, con đã có lòng tin với Tam Bảo, vào giáo pháp của Phật, vào Chư Tăng và cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến. Qua những lời chỉ dạy của sư phụ, Chư Tăng và cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến thì trước đây con là một người không tin nhiều về nhân quả. Con cứ chỉ hiểu rằng là nếu cứ sống ác chơi bời thì chưa chắc là mình đã bị đọa lạc. Thì giờ đây con đã có được lòng tin vào nhân quả, con đã biết quay lại nhìn lại bản thân, con tập dứt bỏ các việc ác, con thực tập không sát sinh dù là con vật lớn hay con vật nhỏ, con không còn tỏ ra khinh người cũng, và con cũng tập bỏ đi cái tính kiêu căng kiêu mạn của mình. Các thói hư tật xấu thì con cũng bỏ hết, và con không đến những nghi lơi tụ tập chơi bời của con ngày xưa nữa. Và con cũng đã biết cúng dường hồi hướng cho các vong linh trên đất ở có hữu duyên đang tác động đến mình. Và đặc biệt đến con cũng đã biết đến chữ hiếu. Trước kia con còn ở nhà thì bố con công việc thì bố con thường là 12 giờ đêm mới về, 4 giờ sáng bố con lại đi làm, nhưng mà hầu như là giấc ngủ ngắn ngủi của bố con là không được ngon giấc, vì còn phải lo xem con đang chơi ở đâu hay là phải lên xe đi tìm con trong đêm. Con biết bố mẹ con hôm nay cũng đang theo dõi chương trình. Thông qua đây thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi bố mẹ con. Sau 15 năm con cũng nói ra được, con xin lỗi bố mẹ rất là nhiều. Và điều mong mỏi bây giờ của con là muốn báo hiếu với bố mẹ, muốn được gia đình được kết duyên với Tam Bảo. Vì con cũng biết rằng chỉ có pháp của Phật mới cho chúng con bớt khổ, vượt qua được các khó khăn sầu não ở trong cuộc sống. Và pháp của Phật đã cho con được quay lại, trở lại làm người. Về chuyển hóa về môi trường xung quanh của con thì trước kia thì chính vì con sa ngã như vậy nên là con không được sự tin tưởng tôn trọng của chính gia đình mình. Con lúc đấy con nóng tính và dễ sân hận. Cuộc sống của con lúc đấy không có một cái định hướng nào rõ ràng cho mình, cũng như không quan tâm đến gia đình, đến vợ, đến con. Lúc đấy con chỉ ham thú vui của bản thân, bạn bè. Con không có định hướng sau này cho tương lai mình phải làm gì, mình phải tiết kiệm tiền để làm gì. Và lúc đấy là con luôn có một cái tư tưởng rằng là số phận này có được sắp đặt cả rồi, đời này mình chả sống được bao nhiêu lâu, mình cứ chơi gì thì chơi đi, rồi mình thích làm gì thì làm đi, không cần phải nghe ai mà cứ bản thân mình thấy vui là được. Và sau khi con tu học thì hiện tại thì con đã hết hẳn những suy nghĩ hại người hại vật, con không còn bạo lực khinh người, tính tình con thì đã ôn hòa hơn rất là nhiều, con biết nhẫn nhịn, con không đi đến những điểm ăn chơi ngày xưa, con chăm chỉ làm ăn, con không suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hay là máy tính nữa. Và con đã được gia đình tôn trọng và tin tưởng nhiều hơn, biết lo cho mọi người, biết quay lại nhìn lại bản thân, và cái tâm báo hiếu của con đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là con đã có một sự chuyển hóa về công việc.
Sau khi con tu tập một thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, thì lúc đấy thì có một tổ chức hiệp hội thực tập sinh ở thế giới đến công ty của con kiểm tra giấy tờ đột xuất, thấy công ty trả tiền lương của con không đúng, thấy ít hơn với mức trung bình, thì họ đã yêu cầu làm lại sổ sách và toàn bộ tiền lương của con đã được điều chỉnh. Trước kia của con cao nhất là khoảng 26 triệu một tháng, thì đến hiện tại của con đã được ổn định hơn rất là nhiều, đều là 29 triệu một tháng. Và con sang Nhật theo diện là thực tập sinh 3 năm. Khi chuẩn bị kết thúc 3 năm thì con sẽ có một bản hợp đồng mới có thời hạn là 2 năm. À, trước đó thì con có nói chuyện với giám đốc là tôi muốn lương của tôi thấp nhất là 40 triệu một tháng. Thì giám đốc của con mới nói là hơi cao và tỏ vẻ tôi không đồng ý. Thì trước khi ký hợp đồng thì bên công ty, công nhân và một bên thứ ba có ngồi lại để bàn bạc đưa ra một cái hợp đồng mức lương và các khoản ưu đãi. Thì lúc đấy là con đang trên đường về công ty để vào cuộc họp trên tàu điện ngầm. Thì con lúc đấy con có nhớ đến bài kinh Tam Bảo Cầu An, con lúc đấy con khởi tâm nương tựa Tam Bảo, con mở điện thoại và đọc tụng ngay trên tàu. Sau đó thì con có hồi hướng thêm cho con gặp được những cái duyên lành ở trong cuộc họp. À, thật sự là rất là nhiệm màu khi công ty của con đã chấp nhận với mức lương là 45 triệu ngoài sự mong đợi 40 triệu trước đây của con, và được hưởng tất cả các ưu đãi như là lương thưởng, tăng ca, các ngày nghỉ phép. Và sau khi tu học thì đôi lần con có bị bắt nạt tại nơi làm việc, họ đã có cầm hung khí lên để dọa đánh con, nhưng mà lúc đấy con đã biết bình tĩnh hơn, con đứng lại và xin lỗi họ. Và con nói rằng là con muốn kết thúc công việc thì tất cả hai sẽ nói chuyện, thì con muốn là sẽ có một cái thời gian để cả hai bình tĩnh hơn. Nhưng mà lúc đấy họ vẫn cố tình gây sự với con, thì con vẫn tiếp tục xin lỗi họ. Sau đấy thì con thấy tình hình nó không giảm xuống, thì con đã rời đi và báo cáo lên công ty rằng là con muốn chuyển chỗ làm. Giám đốc của con thì đã thoải mái hơn rất là nhiều, biết giúp đỡ chúng con trong công việc, quan tâm đến đời sống của chúng con, và cũng thường xuyên có những buổi đi ăn cơm chung. Một điều rất là đặc biệt là sau khi tu học, tự nhiên tất cả những bạn nhậu, sau khi tu học được khoảng một tháng rồi, thì tự nhiên tất cả những bạn nhậu, bạn xấu không còn một ai liên lạc đối với con nữa. Cuộc sống từ chỗ đi làm về nhậu nhẹt say xỉn, rồi gọi điện về nhà cãi nhau với vợ con, cãi nhau với gia đình, cắm mặt vào cái điện thoại, vào cái máy tính, đến tận đêm khuya thì con đã chuyển hẳn sang là ngày đi làm, tối về sắp xếp thời gian tu học Phật pháp. Và tất cả những người quen họ hàng thân thuộc của con đã có một cái lòng tin rất là tốt đối với con, và con đã cải thiện được các mối quan hệ trong gia đình. Con cũng rất là mừng, tại vì sau một thời gian con tu học thì bố mẹ con cũng đã biết đến là làm cơm và cúng cơm chay, cũng muốn hướng cho em trai con về chùa để dự khóa tu mùa hè, nhưng mà do dịch nên là vẫn chưa được về. Về phần chuyển hóa tâm linh thì con hầu như là con không, từ lúc tu học là con không bị thế giới tâm linh tác động, thì con đã được cuộc sống của con đã được an ổn trở lại bình thường ạ. Con kính bạch chân sư phụ, nhờ biết tới Phật pháp mà con đã được làm lại cuộc đời. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ, tri ân trên cô chủ nhiệm đã tạo ra một môi trường tu học cho hàng Phật tử chúng con để chúng con được tu tập hết khổ. Con xin cảm ơn các đạo hữu dù đã ở xa nhưng mà vẫn luôn sẵn sàng sách tấn là giúp đỡ nhau tu học Phật pháp. Con cũng mong rằng mình sớm có được cơ hội về chùa gặp sư phụ, gặp cô chủ nhiệm cùng với các đạo hữu, và con mong mỏi những người như con trước đây cũng được biết đến Phật pháp và làm lại cuộc đời nhưng mà con đã làm được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng, vừa rồi là những lời chia sẻ của Phật tử Trương Phi Hùng về câu chuyện chuyển nghiệp của mình liên quan đến vấn đề công việc và tiền lương. Thì giờ này chúng con xin kính thỉnh trên sư phụ sẽ có đôi lời chỉ dạy đến Phật tử Trương Phi Hùng cũng như toàn thể chúng con ạ. Chúng con kính thỉnh Thầy ạ. Sư phụ nghe Phật tử Trương Phi Hùng tâm sự về cái nhân duyên từ trước rồi đến khi biết Phật pháp rồi tham gia vào đạo tràng Phật tử xa xứ. Sư phụ rất là vui vì thấy con có cái sự chuyển hóa rất là tích cực.
Đó, từ một người ăn chơi mà khiến cho cha mẹ rất buồn khổ, thì bây giờ con đã sống tốt hơn, có trách nhiệm. Và đặc biệt nhất là chính con cảm nhận được cái nghiệp xấu của con nó chuyển hóa. Ở đây Sư Phụ nói với Trương Phi Hùng và tất cả các Phật tử rằng chúng ta sinh ra trong đời này không có ai là ra ngoài nghiệp cả đâu. Nghiệp nó tác động và chi phối đến tất cả mọi mặt đời sống của chúng ta. Nghiệp nó sinh ra chúng ta từ thân tướng cho đến hoàn cảnh sống, cho đến cả tâm tính của mình, tất cả nghiệp nó sinh ra đó. Cho nên ngay các mối quan hệ của chúng ta cũng chịu chi phối của nghiệp. Cho đến đồng lương của các con nằm trong phúc nghiệp của các con đó. Đó, chứ không có cái gì ra ngoài. Và đây Sư Phụ nói kể cả đến miếng cơm mình ăn cũng nằm trong phúc báu nghiệp của mình đấy. Thế cho nên nếu chúng ta chân thật tin Tam Bảo, chân thật tu tập, mà tu tập sâu vào trong tâm, nhìn vào tâm mình, sửa tâm mình thật, thì chắc chắn nghiệp của mình nó phải chuyển. Khi nghiệp nó chuyển từ xấu thành tốt, thì cái hoàn cảnh của mình nó sẽ tốt dần lên. Cho đến kể cả cái việc mà người ta muốn ác hại con, muốn bắt nạt con cũng sẽ không thể bắt nạt được nếu mình có đủ phước báu, không thể bắt nạt được. Thế cho nên tất cả, thì qua câu chuyện của Trương Phi Hùng, thì Sư Phụ muốn khẳng định lại để tất cả các Phật tử, đạo tràng xa xứ chúng ta, các con tin chắc cái nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Sống ở trên đời này, chúng ta phải tu tập để dừng những nghiệp xấu, chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp thiện lành. Và nghiệp thiện lành sẽ đem lại hạnh phúc, an vui cho chúng ta. Và sau này chúng ta còn tu cái nghiệp thanh tịnh nữa để đắc được giải thoát. Đó, thì một lần nữa, Sư Phụ chúc mừng cho Phi Hùng cũng như chúc mừng tất cả các Phật tử, đạo tràng xa xứ. Chúc các con tinh tấn và tin sâu Tam Bảo để tu tập nhé.